Giám đốc tình báo nước ngoài của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hôm thứ Năm nói với Hoa Kỳ rằng sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine sẽ biến cuộc xung đột thành một Việt Nam thứ hai ám ảnh Washington trong nhiều năm tới. Putin đã đưa quân vào Ukraine vào đầu năm ngoái, gây ra một cuộc chiến khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng hoặc bị thương và dẫn đến cuộc đối đầu lớn nhất giữa Nga và phương Tây trong 6 thập kỷ. Phương Tây đã viện trợ và vũ khí cho Ukraine hơn 246 tỷ đô la Mỹ, nhưng cuộc phản công của Ukraine đã thất bại và Nga vẫn kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine. Sergei Naryshkin, người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Nga, SVR, cho biết trong một bài báo đăng trên tạp chí The Intelligence Operative của SVR, Ukraine sẽ biến thành một hố đen, hấp thụ ngày càng nhiều tài nguyên và con người. Cuối cùng, Mỹ có nguy cơ tạo ra một Việt Nam thứ hai cho riêng mình, và mọi chính quyền mới của Mỹ sẽ phải cố gắng giải quyết vấn đề đó. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo rằng một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga có thể gây ra thế chiến thứ ba và liên tục loại trừ việc gửi lính Mỹ đến Ukraine. Chiến tranh Việt Nam thực chất là một cuộc xung đột Đông Tây chiến tranh lạnh, trong đó Hoa Kỳ chiến đấu bên cạnh các lực lượng của miền Nam Việt Nam, chống lại miền Bắc được các cường quốc Cộng sản Trung Quốc và Liên Xô hỗ trợ. Cuộc chiến, trong đó hàng triệu người thiệt mạng, đã kết thúc vào năm 1975 với chiến thắng thuộc về Bắc Việt Nam và thất bại cho Hoa Kỳ, quốc gia đã mất hơn 58.000 quân nhân và khơi dậy một phong trào phản chiến mạnh mẽ trong nước. Hôm thứ Tư, ông Biden đã yêu cầu Đảng Cộng Hòa cung cấp thêm viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Nếu Putin chiếm Ukraine, ông ấy sẽ không dừng lại ở đó, ông Biden nói, dự đoán rằng ông Putin sẽ tiếp tục tấn công một đồng minh NATO. Sau đó, ông Biden nói thêm, chúng ta sẽ có thứ mà chúng ta không tìm kiếm và ngày nay chúng ta chưa làm, đó là quân đội Mỹ chiến đấu với quân đội Nga. Theo Reuters, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.